xà lan Ngân đi vào trong kênh chợ gạo này thì mới gặp cái trường hợp xà lan kẹt như thế này luôn á. Tại bình thường á Ngân hay đi sớm con nước à. Ví dụ như 8 giờ nước mới lớn phải không? Là khoảng 6 giờ là Ngân đi rồi. 6 giờ 7 giờ là Ngân đi. Ngân sợ đi trễ á, vào trong đây sẽ bị kẹt cho nên là Ngân hay đi sớm lắm. Trước giờ đi ít khi nào mà bị kẹt lâu như thế này luôn. Nãy giờ bị kẹt mấy tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà ơi. Mấy ông tài công á, ngồi quay vô lăng mà chai đít luôn á. Đây thì có cái chú ghe khổng này đang chuẩn bị vượt qua mặt. Những cái chiếc ghe nhỏ nhỏ này á, thì mình có thể chẻ được. Mình chạy thì mình có thể chẻ được. Hồi nãy giờ tội nghiệp đó mọi người, ở phía sau xà lan Ngân á, ở phía sau xà lan Ngân có một chiếc xà lan nổi á, nãy giờ đang canh canh qua mặt mà qua hoài qua không được luôn cả nhà ơi. Đây là chiếc xà lan của Long An. Wow. Chiếc xà lan này cũng to lắm luôn á. Hiện tại bây giờ là trời nắng chói chang luôn á, Ngân đang đứng ở trên cái nóc cabin, Ngân quay cho mọi người xem nè. Mọi người nếu mà biết Ngân làm YouTube á thì người ta không nói thôi. Ai mà không biết Ngân làm YouTube á, thấy Ngân đứng ở trên đây chắc nói Ngân bệnh nặng dữ lắm luôn á. Tại vì bây giờ 11, 12 giờ trưa á, nắng kinh khủng khiếp luôn mà Ngân đứng ở trên nóc, Ngân quay cho cả nhà xem nè. Mình đi tới cái cầu chợ gạo cũ. Ở phía bên đây là chợ gạo nha. Mình đi qua cái cầu này và đi qua cái cua ở phía trước thì cái đường nó sẽ rộng hơn. Đây mọi người xem nè. Cái đoạn đường này thì khá là hẹp, không có rộng lắm, nhưng mà ở đây có hai chiếc ghe người ta đậu ngay cây dầu này nè. Những chiếc ghe này ở đây thì có những cây dầu này thì người ta không có cấm là ghe sẽ neo đậu ở đây bơm dầu, nhưng mà những cái chiếc này không biết là người ta bơm dầu xong chưa, người ta vẫn còn đậu ở đây nè mọi người. Đậu ở đây như thế này sông hẹp á thì sẽ bị cản trở lưu thông á. Bây giờ hiện tại thì đường đã hơi trống rồi một xíu rồi đó. Ông xã Ngân bây giờ đã lên ga. Cái chiếc ở phía trước này đang lên ga thì chiếc của mình sẽ lên ga mình chạy theo luôn. Hồi nãy giờ không có vô số tới được luôn á mọi người. Trả số ve không à. Ở bên đây thì Ngân với Dượng Sáu đứng hai bên mũi phơi nắng. Còn ở bên cái xà lan cát này cũng có hai người ngồi chút mũi nữa kìa. Trời ơi, ngồi ở đây á, tại vì bây giờ đường đang kẹt á, người ta ngồi ở đây để mà người ta quan sát nè mọi người. Ngồi ở đây để mà quan sát á, xem coi những cái chiếc xà lan này người ta đi như thế này là kỹ á. Ngồi vậy á, mình xem khi mà xà lan qua lại á, thì nó sẽ bị va chạm, người ta ngồi như thế này người ta canh. Canh thuyền trưởng chạy ở phía sông á, qua trái qua phải thì người ta sẽ la lên. Wow, ở phía sau có một cái chiếc ghe kìa. Chiếc ghe này lớn rồi cả nhà ơi, ghe này mấy trăm tấn á. Đây có chiếc xà lan này, Ngân không biết chở cái loại hàng gì mà có nắp hầm luôn nè. Cái này không phải nắp hầm mà cái này là ton. Hình như là chở đá hay sao á. Thì chở đá. Đá này là đá làm nhựa, làm đường nhựa. Wow, ở sau có chiếc ghe. Cái chiếc ghe này á, ghe này là ghe gỗ nha. Đó mọi người thấy, ủa cái ống nước á, ống nước máy, ống nước bơm không? Cái ghe gỗ này á, này chắc cũng khoảng 600-700 tấn á. Cao dữ lắm, cao luôn. Xà lan mình á, mình đi
xà lan nổi mình nhát gió, nhưng mà những chiếc ghe này á, có thể là nhát gió gấp đôi xà lan mình luôn. Tại vì rất là cao mọi người ơi, cao dữ lắm. Ôi chiếc ghe này chắc có ngàn quá sao ơi. Quá lớn, quá cao. Ghe này chắc con nghĩ khoảng có ngàn tấn á. Cao dữ lắm. Ôi vậy là ống nước đó, ống nước bơm mới sao ơi. Wow, trời ơi, nó cao. Quá trời, cái ghe này nó bự rồi. Ghe bự cho bá luôn. Cái chiếc ghe đó khi mà xà lan mình nổi á, mình không có cao bằng những cái chiếc ghe này đâu cả nhà ơi. Những cái chiếc ghe này cao hơn cái xà lan của mình nữa đó. Xà lan này là xà lan của cô Sáu. Cô Sáu Dưỡng Sáu. Cha Ngân thứ 8 á. Còn cô Sáu thứ 6. Dạ dạ. Cháu hả? Cháu đâu? Phước. Phước hả? Trời ơi, xà lan của cô Sáu ngon, trồng rau quá trời luôn ở trên nóc kìa.